Thưa quý vị, trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, không ít đế chế hùng mạnh đã sụp đổ không phải vì kẻ thù quá mạnh, mà vì những quyết định sai lầm của chính họ. Từ đế chế La Mã cổ đại đến Đức Quốc xã thế kỷ 20, tất cả đều có một điểm chung, họ không nhận ra những sai lầm chiến lược cho đến khi quá muộn. Và giờ đây, khi bước vào năm 2024, nước Nga dưới thời Tổng thống Putin dường như đang lặp lại kịch bản bi thảm đó. Qua việc phân tích các diễn biến gần đây, có thể thấy gấu Nga đang từng bước sa vào một cái bẫy chết người được dệt nên bởi chính những toan tính sai lầm của Moscow cùng với chiến lược khôn ngoan của Ukraine và phương Tây. Một, ảo tưởng về sức mạnh, bi kịch của chủ nghĩa số lượng. Một người lính giỏi hơn 10 người tồi. Câu nói này của Napoleon dường như đang được minh chứng rõ nét trên chiến trường Ukraine. Tổng thống Putin với niềm tin mù quáng vào sức mạnh của số đông đã đẩy mạnh chiến dịch tuyển quân quy mô chưa từng có trong lịch sử hiện đại nước Nga. Con số 1,3 triệu quân tác chiến cùng 2 triệu quân dự bị tưởng chừng đủ sức để nghiền nát bất kỳ đối thủ nào. Thế nhưng, thực tế chiến trường đã chứng minh điều ngược lại một cách phũ phàng. Một, cái giá của chiến lược con số. Chiến dịch Kharkiv mùa hè 2024 là minh chứng đau đớn nhất cho sự thất bại của tư duy này. Thay vì dựa vào thế mạnh truyền thống về xe tăng và pháo binh, Nga lại chọn một chiến thuật kỳ lạ, sử dụng bộ binh làm mũi nhọn tấn công với sự hỗ trợ của những xe tăng rùa cồng kềnh và đội hình mô tô được cho là để tăng tính cơ động. Cái giá phải trả là vô cùng đắt, 70.000 thương vong chỉ trong 2 tháng 5 và tháng 6, tương đương với việc mất trung bình 1.200 quân mỗi ngày. Để có một cái nhìn so sánh, con số thương vong này còn cao hơn nhiều so với những giai đoạn đẫm máu nhất của cuộc chiến Afghanistan thời Liên Xô. Đây không còn là chiến tranh, mà như các chuyên gia phương Tây nhận xét đã là một lò mổ người không có mục đích rõ ràng. 2. Khủng hoảng nhân lực và tinh thần. Đằng sau những con số thương vong là một cuộc khủng hoảng nhân lực trầm trọng. Theo các báo cáo từ BBS News, 6 trong số 10 vùng có số tử vong cao nhất đều nằm ở Siberia và Viễn Đông, những khu vực có đông đảo dân số thuộc các dân tộc thiểu số. Nam giới từ một số nhóm dân tộc thiểu số có nguy cơ tử trận cao gấp 75 lần so với người Moscow, cho thấy một sự phân biệt đối xử có hệ thống trong chính sách tuyển quân của Nga. Trong khi đó, tại Moscow và các thành phố lớn, giới tinh hoa và tầng lớp trung lưu đã tìm cách trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Khoảng 900.000 người Nga, phần lớn là những người có học thức và kỹ năng cao, đã rời khỏi đất nước vào cuối năm 2022. Làn sóng chảy máu chất xám này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn làm suy yếu tiềm năng phát triển lâu dài của nước Nga. 2. Gót chân Achilles của gã khổng lồ khi công nghệ định đoạt chiến trường. Đằng sau những con số thương vong khủng khiếp là một thực tế còn đáng lo ngại hơn: cuộc khủng hoảng công nghệ quân sự của Nga. Niềm tự hào của họ, xe tăng T-90 thực chất chỉ là phiên bản nâng cấp của T-72 thời Liên Xô, đã bộc lộ điểm yếu chết người: hệ thống nạp đạn tự động dưới tháp pháo. Một vụ nổ nhỏ từ drone hay mìn có thể biến cỗ máy chiến đấu này thành một cỗ quan tài thép trong tích tắc. Công nghệ quân sự lạc hậu, cái giá của sự tự mãn. Lệnh trừng phạt của phương Tây không chỉ tạo ra một bức tường công nghệ mà còn phơi bày sự phụ thuộc nghiêm trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga vào linh kiện nước ngoài. Những báo cáo từ chiến trường cho thấy các hỏa tiễn hành trình của Nga bị bắn hạ, có tới 70% linh kiện điện tử là của phương Tây. Điều này giải thích tại sao tỷ lệ thất bại của các cuộc tấn công hỏa tiễn ngày càng tăng, từ việc chỉ 60% hỏa tiễn bị đánh chặn vào đầu cuộc chiến đến con số 80-90% hiện nay. Thật mỉa mai khi một cường quốc từng dẫn đầu cuộc đua vũ trang với Mỹ giờ đây phải quay về với những cổ vật như T-62 hay thậm chí là T-55. Những cỗ xe tăng này không chỉ thiếu khả năng chống chịu trước vũ khí hiện đại mà còn làm giảm tinh thần chiến đấu của binh lính, những người phải điều khiển những cỗ máy có tuổi đời còn lớn hơn cả tuổi của chính họ.
cuộc cách mạng Rome khi David hạ gục Goliath. Trong khi Nga mắc kẹt với công nghệ cũ, Ukraine đã thể hiện khả năng thích ứng đáng kinh ngạc với chiến tranh hiện đại. Họ không chỉ sử dụng hiệu quả các drone phương Tây cung cấp mà còn phát triển được ngành công nghiệp drone nội địa đáng kể. Drone hải quân Magura V5 là một ví dụ điển hình. Được phát triển và sản xuất hoàn toàn tại Ukraine, những thiết bị này đã gây ra những tổn thất nặng nề cho hạm đội Biển Đen của Nga. Thống kê cho thấy chi phí để sản xuất một drone Ukraine chỉ bằng 1/50 chi phí của một hỏa tiễn phòng không Nga. Nhưng hiệu quả tác chiến lại ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn. Đây là một ví dụ điển hình về cách một quốc gia nhỏ hơn có thể vượt qua bất lợi về nguồn lực bằng sự sáng tạo và linh hoạt trong công nghệ. 3. Kursk 2024, điểm xoay chuyển của lịch sử. Chiến thuật bất ngờ khi kẻ bị săn trở thành thợ săn. Nếu trận Kursk 1943 là điểm xoay chuyển của Thế chiến thứ hai, thì Kursk 2024 đang viết nên một trang sử mới với ý nghĩa không kém phần quan trọng. Cuộc tấn công của Ukraine vào vùng đất này không chỉ là một chiến dịch quân sự, nó là một đòn tâm lý mạnh mẽ vào chính trái tim của Mít về sức mạnh quân sự Nga. Với chỉ 1.000 quân ban đầu, Ukraine đã minh chứng rằng trong chiến tranh hiện đại, quy mô không còn là yếu tố quyết định. Họ sử dụng công nghệ vệ tinh để xác định điểm yếu trong phòng thủ của Nga, dùng các đơn vị nhỏ nhưng cơ động cao để thâm nhập và tận dụng tối đa yếu tố bất ngờ. Kết quả là một chiến thắng vang dội. Trong 3 tuần, họ đã chiếm được khoảng 500 dặm vuông lãnh thổ Nga, nhiều hơn toàn bộ diện tích mà Nga chiếm được ở Ukraine trong nửa đầu năm 2024. Sự sụp đổ của huyền thoại quân sự Nga. Phản ứng của Moscow trước cuộc tấn công Kursk phơi bày những rạn nứt sâu sắc trong bộ máy quân sự Nga. Ban đầu, họ phủ nhận hoàn toàn sự việc, tuyên bố Ukraine chỉ có 300 quân tham chiến. Khi không thể phủ nhận được nữa, họ chuyển sang chiến thuật xoay chuyển thông tin, tuyên bố đang đẩy lùi được quân Ukraine, trong khi thực tế hoàn toàn ngược lại. Đặc biệt đáng chú ý là làn sóng đầu hàng của binh lính Nga. Trong tuần đầu tiên có tới 300 tù binh, trong đó 80% là tân binh thiếu kinh nghiệm. Nhiều tù binh khai rằng họ chỉ được huấn luyện vài tuần trước khi được đưa ra tiền tuyến. Điều này cho thấy một thực tế đáng buồn, Nga đang phải dựa vào lực lượng cannon fodder để bảo vệ chính lãnh thổ của mình. 4. Cách mạng trên không khi công nghệ thay đổi cục diện chiến trường. Việc 65 chiếc F-16 xuất hiện trên bầu trời Ukraine không chỉ đơn thuần là sự bổ sung về số lượng máy bay, đây là dấu hiệu của một thay đổi căn bản trong cán cân quân sự. F-16 với khả năng tác chiến điện tử tiên tiến và độ chính xác cao trong không kích đã nhanh chóng chứng minh ưu thế trước Su-27 của Nga. Điều đáng nói là việc phi công Ukraine nhanh chóng làm chủ được loại máy bay này bất chấp sự khác biệt lớn về triết lý thiết kế giữa máy bay Nga và phương Tây. Điều này không chỉ thể hiện năng lực của quân đội Ukraine mà còn cho thấy khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của họ với công nghệ hiện đại. Hệ thống phòng không của Ukraine đã tạo nên một lá chắn thép đáng kể. Trong một đợt tấn công gần đây, họ đã bắn hạ 102 trên 127 hỏa tiễn và 99 trên 109 drone của Nga. Tỷ lệ thành công này không chỉ ấn tượng về mặt kỹ thuật mà còn có ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Nó đã phá vỡ hoàn toàn chiến lược Shock and Awe của Nga, vốn dựa vào việc áp đảo đối phương bằng số lượng hỏa tiễn và drone. Ukraine đã phát triển một hệ sinh thái drone đa dạng, từ drone trinh sát nhỏ gọn cho đến drone tấn công tầm xa có thể đe dọa Moscow. Đặc biệt, drone hải quân Magura V5 đã tạo nên một cuộc cách mạng trong chiến tranh hải quân. Việc 26 tàu chiến Nga bị đánh chìm hoặc hư hỏng không chỉ là thất bại quân sự, đó còn là dấu hiệu cho thấy kỷ nguyên của các hạm đội lớn có thể đã kết thúc. 5. Nền kinh tế thời chiến khi gã khổng lồ đứng trên chân đất sét. Cái giá của sự cô lập, từ đối tác ngang hàng đến người cầu xin. Việc bị phương Tây cô lập đã đẩy nền kinh tế Nga vào một tình thế chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Từ vị thế một cường quốc năng lượng có thể đàm phán ngang hàng với EU, Nga giờ đây phải quay về phương Đông trong tư thế của một kẻ đang cần cứu cánh hơn là một đối tác chiến lược. Trong quan hệ với Trung Quốc, Moscow đang càng lộ rõ vị thế của một đối tác junior. Không chỉ phải chấp nhận bán khí đốt với giá chỉ bằng một nửa so với thị trường phương Tây, Nga còn phải đồng ý những điều khoản thương mại cực kỳ bất lợi.
Chẳng hạn, trong các thỏa thuận năng lượng dài hạn, Trung Quốc thường đòi quyền được điều chỉnh giá mua theo biến động thị trường, trong khi Nga phải cam kết duy trì nguồn cung ổn định bất kể tình hình. Kim ngạch thương mại 240 tỷ Mỹ Kim giữa hai nước tưởng chừng là con số ấn tượng. Nhưng đằng sau đó là một thực tế đáng lo ngại. Cán cân thương mại đang nghiêng dần về phía Trung Quốc. Trong khi xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc chủ yếu là nguyên liệu thô và năng lượng, những mặt hàng dễ thay thế và có biên lợi nhuận thấp, thì ngược lại, Trung Quốc xuất sang Nga các sản phẩm công nghệ và hàng tiêu dùng có giá trị gia tăng cao. Điều này đang dần biến Nga thành một thuộc địa tài nguyên của Bắc Kinh. Quân sự hóa nền kinh tế, con đường dẫn tới sự sụp đổ. Con số 39% ngân sách quốc gia dành cho quân sự không chỉ đơn thuần là một chỉ số thống kê, nó phản ánh một sự méo mó nghiêm trọng trong cấu trúc nền kinh tế Nga. So sánh với mức chi tiêu quân sự bình quân 2-3% GDP của các nước phát triển, việc Nga đổ tới 6% GDP vào quân sự cho thấy một sự mất cân đối nguy hiểm. Hệ quả của việc này là sự suy yếu toàn diện của các ngành kinh tế dân sự. Các nhà máy được chuyển đổi để phục vụ sản xuất quân sự, nguồn nhân lực và vốn đầu tư bị rút khỏi các ngành sản xuất tiêu dùng và nông nghiệp. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn nguy hiểm. Khi sản xuất dân sự suy giảm, Nga buộc phải nhập khẩu nhiều hơn, làm tăng phụ thuộc vào nước ngoài và làm suy yếu đồng rúp. Đặc biệt đáng lo ngại là tác động của việc này lên ngành công nghiệp công nghệ cao. Khi các công ty công nghệ lớn rời khỏi Nga, nguồn lực tập trung cho quân sự, khả năng phát triển công nghệ dân sự của Nga ngày càng tụt hậu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh hiện tại, mà còn đe dọa tiềm năng phát triển trong tương lai của nền kinh tế Nga. Tương lai mờ mịt của nền kinh tế pháo đài. Tổng thống Putin dường như đang cố gắng xây dựng một nền kinh tế pháo đài, Fortress Economy, nơi nhà nước kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động kinh tế và tập trung nguồn lực cho mục tiêu quân sự. Tuy nhiên, trong một thế giới toàn cầu hóa và phụ thuộc lẫn nhau như hiện nay, mô hình này khó có thể tồn tại lâu dài. Các dấu hiệu của sự suy yếu đã bắt đầu xuất hiện. Lạm phát tăng cao, đồng rúp mất giá, dự trữ ngoại hối cạn kiệt và quan trọng nhất là sự suy giảm trong đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Nga đang đánh đổi tương lai dài hạn của mình để duy trì một cuộc chiến không có điểm dừng rõ ràng. 6. Xã hội Nga, những rạn nứt đang lan rộng. Cuộc chiến ở Ukraine đã phơi bày và làm trầm trọng thêm những bất bình đẳng sâu sắc trong xã hội Nga. Trong khi tầng lớp tinh hoa ở Moscow và San Petersburg có thể mua đường thoát khỏi nghĩa vụ quân sự hoặc gửi con cái ra nước ngoài, người dân ở các vùng xa xôi và dân tộc thiểu số lại trở thành nguồn cung chính cho chiến trường Ukraine. Điều này đang tạo ra những mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc. Các phong trào phản đối âm thầm nổi lên ở các vùng dân tộc thiểu số, trong khi tại các thành phố lớn, giới tinh hoa vẫn duy trì lối sống xa hoa như thể không có chiến tranh. Đây không chỉ là vấn đề bất bình đẳng xã hội thông thường, nó đang dần trở thành một rạn nứt có thể đe dọa sự ổn định chính trị của nước Nga. Con số 900.000 người rời khỏi Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu không chỉ là một con số thống kê. Đây là cuộc di cư có chọn lọc lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga, khi phần lớn người ra đi là những chuyên gia công nghệ cao, nhà khoa học, nghệ sĩ và doanh nhân, những người đáng lẽ sẽ là động lực cho sự phát triển tương lai của đất nước. Tác động của làn sóng chảy máu chất xám này đã bắt đầu hiện rõ. Ngành công nghệ thông tin của Nga thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực, ước tính khoảng 70.000 chuyên gia IT đã rời đi. Các trường đại học mất đi nhiều giảng viên giỏi, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo thế hệ tương lai. Start-up và công ty công nghệ non trẻ buộc phải đóng cửa hoặc chuyển ra nước ngoài. Hoạt động nghiên cứu khoa học bị đình trệ do thiếu nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt nghiêm trọng là tác động dài hạn của hiện tượng này. Không giống như tổn thất về cơ sở vật chất hay nguồn lực tài chính có thể được khôi phục trong thời gian ngắn, việc mất đi một thế hệ tinh hoa trí thức sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát triển của Nga trong nhiều thập niên tới. 7. Viễn cảnh địa chính trị khi trật tự thế giới thay đổi. Sự sụp đổ của học thuyết răn đe hạt nhân khi vũ khí tối thượng mất thiên. Trong suốt nhiều thập niên, kho vũ khí hạt nhân đã là bảo bối giúp Nga duy trì vị thế cường quốc và là công cụ răn đe chiến lược quan trọng nhất của Moscow. Tuy nhiên, cuộc chiến Ukraine đã làm sụp đổ căn bản học thuyết răn đe hạt nhân này theo một cách không ai ngờ tới. Việc Ukraine dám tiến hành những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là chiến dịch Kursk, mà không gặp phải bất kỳ phản ứng hạt nhân nào từ Moscow đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Nó chứng minh rằng lá bài hạt nhân của Tổng thống Putin chỉ là một con bài bị bluff, một sự đe dọa không còn sức nặng trong thế giới hiện đại. NATO đã nhanh chóng nhận ra điều này.
Từ chỗ thận trọng trong việc cung cấp vũ khí phòng thủ, họ đã chuyển sang công khai viện trợ các hệ thống vũ khí tấn công tầm xa và máy bay chiến đấu F-16. Điều này phản ánh một thay đổi căn bản trong nhận thức của phương Tây. Họ không còn tin rằng Tổng thống Putin dám sử dụng vũ khí hạt nhân, ngay cả khi đối mặt với những thách thức nghiêm trọng đối với lãnh thổ Nga. Trật tự thế giới đa cực khi gấu Nga mất vị thế. Cuộc chiến Ukraine đang thúc đẩy một quá trình tái định hình trật tự thế giới với tốc độ chóng mặt. Nga, từ vị thế một cực quyền lực độc lập trong hệ thống đa cực, đang dần trở thành một vệ tinh của Trung Quốc. Một viễn cảnh mà có lẽ ngay cả Tổng thống Putin cũng không lường trước được khi bắt đầu cuộc chiến. Mối quan hệ Nga-Trung đang phát triển theo một hướng mà nhiều nhà phân tích gọi là đế chế chư hầu kiểu mới. Trong đó, Nga cung cấp tài nguyên thiên nhiên giá rẻ cho Trung Quốc. Nga phụ thuộc vào công nghệ và hàng hóa Trung Quốc. Nga buộc phải ủng hộ các lập trường địa chính trị của Trung Quốc. Nga dần mất khả năng đàm phán độc lập với các cường quốc khác. Ba cực quyền lực mới khi thế giới không còn chỗ cho gấu Nga. Một trật tự thế giới mới đang dần hình thành với ba cực quyền lực chính. Mỹ với ưu thế về công nghệ và quân sự. Trung Quốc với sức mạnh kinh tế và tham vọng bá chủ châu Á. EU đang chuyển mình thành một khối thống nhất về quân sự và chính trị. Trong cấu trúc này, Nga đang dần bị đẩy ra ngoài lề. Không đủ sức mạnh kinh tế để cạnh tranh, không đủ năng lực công nghệ để đổi mới. Và giờ đây còn bị nghi ngờ về sức mạnh quân sự. Nga đang đối mặt với nguy cơ trở thành một cường quốc hạng 2, một vai trò mà chắc chắn sẽ không được chấp nhận bởi giới lãnh đạo và người dân Nga. Tương lai mờ mịt của đế chế Putin. Cuộc chiến Ukraine có thể sẽ được ghi nhận trong lịch sử như điểm khởi đầu cho sự sụp đổ của đế chế Putin. Không chỉ làm suy yếu vị thế quốc tế của Nga, nó còn đang dần phá vỡ những nền tảng nội tại mà Tổng thống Putin đã dày công xây dựng trong hai thập niên cầm quyền. Hình ảnh về một nước Nga hùng mạnh có thể đương đầu với phương Tây. Niềm tin vào khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của Putin, sự ổn định xã hội và phát triển kinh tế được đổi lấy bằng tự do dân chủ. Khi những nền tảng này sụp đổ, câu hỏi không còn là liệu mà là khi nào và như thế nào một trật tự mới sẽ hình thành ở Nga. Và trong trật tự đó, có lẽ vai trò của một sao hoàng mới như Tổng thống Putin sẽ không còn chỗ đứng. Kính thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Luận đàm Thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.